Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bộ đề kiểm tra đánh giá năng lực toán lớp 2 tập 1. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 6. Phần 1 là trắc nghiệm. Câu trả lời nào đúng? Câu A. Giáo phép tính thích hợp điền vào dấu chấm hỏi trong phép tính 7 chấm chấm 4 bằng 11. Giáo này là dấu cộng. 7 ra cộng 4 là bằng 11. Câu B. Câu B. Số thích hợp điền vào dấu chấm hỏi trong phép tính dưới đây. Dấu chấm hỏi này. Như vậy chúng ta sẽ có chỗ này là gì đây? Chúng ta thấy đây nè, 3 mà lên 4. Đó. Tự nhiên 3 lên 4 thì ngay chỗ này chúng ta sẽ có nhớ qua đây một đơn vị. Đây 7 mà đây 4 thì ngay chỗ này nó phải là số 7. 7 ra cộng 7 là bằng 14, viết 4 thì như 1. 3 ra cộng 1 là bằng 4. Vậy là câu B là số 7. Câu C. Lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao tượng trưng cho 50 bang. Các hình chữ nhật màu trắng đỏ. Màu trắng đỏ tượng trưng cho các bang đầu tiên giành được độc lập. Vậy lá cờ này có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật màu trắng và hình chữ nhật màu đỏ? Rồi, như vậy chúng ta đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Câu B là 13. Hình chữ nhật màu đỏ và màu trắng cộng lại. Bài số 2, giáo phép tính thích hợp vào ô trống là. Ngay chỗ này chúng ta điền dấu cộng hay là dấu trừ, chỗ này cũng vậy là bằng 11. 7 ta cộng cho 8 là 15. 15 ta trừ cho 4 là bằng 11. Bài này 37 6 3 này là bằng 40. Chỗ này là 37 ta cộng cho 6 là bằng 43, 43 ta trừ cho 3 là bằng 40. Số nào còn thiếu? 24 là 26, 28 là 32, như vậy nó tăng dần. 24 ta cộng 2 là bằng 26, 26 ta cộng 2 là 28, 28 ta cộng 2 là bằng 30. 30 ta cộng 2 là bằng 32, 32 ta cộng 2 là bằng 34. Phần tự luận. Điền phép tính và kết quả vào ô trống. 1 2 3 4 5 6 7. 7 cộng với bên này 1 2 3 4 5. 7 cộng 5 là bằng 12. Và bên này cũng đây là 7, được không? 7. Ta cộng với 1 2 3 4 5 6 7 là bằng 14. Bên này cũng 7. Ta cộng với 1 2 3 4 là bằng 11. Bên này 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 cộng 8 là bằng 15. 7 cộng 1 2 3 4 5 6. 6 bằng 13. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2, đặc tính được tính. 37 ta cộng 34. Bài ta cộng cho 4 là bằng 11, viết 1 ta nhớ 1. 3 cộng 3 bằng 6, 1 nhớ bằng 7. Tám bảy mười lăm với năm ta nhớ một, sáu bảy, 27 ta cộng 25, 7 cộng 5 12 với 2 ta nhớ một, 22 4 1 5, 67 ta cộng 17, 7 cộng 7 14 với 4 ta nhớ một,
6 bằng 1 7, 7 1 bằng 8. Bài số 3. Dùng bút và thước tạo thành đoạn thẳng có độ dài 8 cm vào hình chữ nhật bên dưới. 8 cm thì chúng ta sẽ chấm lên một cái, được không? Đừng có đặt như thế này nha, đặt như thế này là sai. Đặt như thế này. Câu số 0 là ngay chỗ có dấu chấm. Rồi, đây, số 8 đây. Nó cãi lại. Đó. Chúng ta có thể là thêm chữ A. Đây là chữ B cũng được ha. 8 cm. Chúng ta qua bài số bóng. Koala và mèo là hai loài động vật thuộc nhóm ngủ nhiều nhất trên thế giới. Mỗi ngày koala ngủ khoảng 19 giờ. Mèo ngủ ít hơn koala khoảng 5 giờ. Hỏi mỗi ngày mèo ngủ khoảng bao nhiêu giờ? Như vậy chúng ta lấy 19 trừ cho 5. Thời gian mèo ngủ là ta lấy 19 ta trừ cho 5 bằng 14 giờ. Đáp số 14 giờ. Bài số 5 có tổng là bằng 40. Có nghĩa rằng là ba cái ô này, ba cái hình tròn này cộng lại là bằng 40. Cái này cộng cái này cộng cái này là bằng 40. À. Rồi cái này cộng cái này cộng này là bằng 40. Cái này cộng cái này cộng này là bằng 40. Như vậy chúng ta sẽ có là hai cái này cộng lại được bao nhiêu ở đây? 15 ta cộng với 13 là bằng 28. Rồi là 40 ta trừ cho 28. Thì nó sẽ ra con số này. À. 40 tổng này ta trừ cho hai con này cộng lại. 40 ta trừ cho 28 thì là còn lại là 12. Con số này là 12. Rồi tương tự là 13 mà ta cộng 11 là bằng 24. Vậy là 40 ta trừ cho 24. 13 này ta cộng 11 này. Ta lấy 40 ta trừ cho hai con số này ra con số này. Bằng bao nhiêu đây? 6 là 16. 15 ta cộng với 11 là bằng là 26. 26. Vậy là 40 ta trừ cho 26 là bằng 14. Vậy con số này là số 10. 14. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.